Hôm nay quả là một ngày bất thường với người dân ở thủ đô Hà Nội bởi thời tiết trong ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 trước nay thường có nắng vàng, gió mát, rất dễ chịu vào một ngày mùa thu, chứ không âm u, mưa suốt cả ngày và lạnh gần như mùa đông giống như hôm nay. Nhưng mà sự bất thường về thời tiết thì không chỉ diễn ra ở riêng Hà Nội. Khoảng 7 giờ sáng nay, áp thấp nhiệt đới đã đổ bộ vào khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình với sức gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Cơn mưa lịch sử kéo dài suốt từ tối qua đến sáng nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã khiến nhiều địa bàn của tỉnh Nghệ An bị ngập sâu. Đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn, hàng nghìn diện tích hecta hoa màu mới gieo trồng đã bị ngập úng, nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị ách tắc. Theo thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được thì tại Nghệ An đã có 6 người mất tích. Suốt từ tối qua đến sáng hôm nay, cả gia đình bà Hồ Thị Hồng Xuân phải căng mình để thu dọn đồ đạc. Hiện tại ngôi nhà của bà vẫn đang ngập trong biển nước. Nhà đang ngập hết, toàn bộ đồ đạc là không chuyển kịp nữa. Thế là đứa và ướt hết, nó hư hỏng hết tất cả này. Mưa lớn đã khiến nhiều địa bàn của thành phố Vinh ngập sâu. Riêng địa bàn phường Bến Thủy đã có hơn 200 ngôi nhà bị ngập. Cho đến chiều nay, thuyền là phương tiện duy nhất giúp người dân di chuyển. Người già với trẻ em thì cho đi sơ tán trước. Cho thuyền, chúng tôi huy động 3 cái thuyền. Một là cái thuyền ở ngoài sông Lam đi vào. Còn cái phương tiện xe ô tô thì vận chuyển là các cái đồ chăn màn rồi cũng như là các cái vật yếu phẩm của nhân dân là lên cái vị trí cao và ở tại nhà văn hóa. Trận mưa lịch sử này đã khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị ngập lụt. Một số nơi có nguy cơ xảy ra vỡ đập, nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị ách tắc, hàng trăm mét kênh mương bị hư hỏng. Nếu mưa kéo dài, nguy cơ sạt lở đất diễn ra trên diện rộng là rất cao. Nói như của bà tôi đây là hình nứt rạn trên nó hư hết khoảng cả mét thế nè. Mình cũng mưa từng mưa mình cũng sợ chứ sợ là mưa tối qua là hành đi nhiều. Cho nên nếu như tiếp tục có mưa thì cái lượng đất sạt lở xuống là lớn hơn, và với địa phương thì chỉ bằng cách là vận động bà con nhân dân di dời người và tài sản. Hiện Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo các đơn vị phối hợp chính quyền địa phương xử lý tại điểm sạt lở, tổ chức phân luồng đảm bảo an toàn giao thông được thông suốt, đặc biệt tại các tuyến đường huyết mạch.